T-Audio kính chào quý vị âm thanh, âm nhạc trên toàn quốc đã trở lại kênh YouTube của T-Audio. Để tiếp tục clip ngày hôm nay, T-Audio tiếp tục làm một clip ngắn để giới thiệu đến quý anh chị em âm thanh âm nhạc trên toàn quốc với cấu hình của những sản phẩm về với trung tâm của T-Audio. Trước mắt quý vị và các bạn chúng ta đang xem là cấu hình của một cặp loa được thiết kế với cấu hình thùng nhỏ gọn dòng Bass 30 với model JBL STX812M. Model 812M là dòng loa đời cao được thiết kế với cấu hình là một loa bass 30 từ 220 côn 100 và loa bass là từ thường. Model của loa bass là 2206HBL và được thiết kế đi theo là một chiếc chép neo. Model của chép là 2432H. Vâng, cái chép 2432H là dòng chép nó được thiết kế cái củ loa chép cao cấp hơn cái dòng 2431H. Mà 2431H thì hay được lắp ráp trong những cặp loa 715. Vâng, 2431H thì được lắp ráp trong những cặp loa 715 và 2432H thì đây là những cặp loa STX815 được thực hiện để lắp những chiếc củ chép neo cao cấp như vậy. Những cấu hình của những cặp loa như thế này thì chúng ta thấy rằng cặp loa rất là nhỏ gọn, xinh xắn để phù hợp chơi cho những căn phòng nhỏ. Mà chúng ta đang cần những cái cặp loa nhỏ để trên kệ hoặc là những căn phòng nhỏ không chiếm mất nhiều diện tích thì đây là cũng có những cặp loa có thân thùng rất là nhỏ gọn. Về với trung tâm của T-Audio thì số lượng những cái model này không có nhiều, tuy nhiên cũng chỉ có một cặp và giá của sản phẩm này thì với thời điểm hiện tại thì là ngoài 40 triệu. Những quý anh chị nào đang tìm những model nhỏ mà những model STX 812M dòng cao cấp này, xin hãy liên hệ bên trung tâm của T-Audio để được cung cấp thêm hình ảnh cũng như tư vấn chi tiết hơn và giá chính xác hơn. Giá trên T-Audio báo là cũng là giá để chúng ta có thể tham khảo về những dòng sản phẩm như thế này. Với model STX812M thì chúng ta thấy rằng một cái thân thùng được thiết kế những dòng thùng sơn cát nhé quý vị nhé. Và ở đây thì chúng ta thấy là nó cũng được thiết kế những một chiếc chạm nằm ở sâu bên trong và cũng là nó làm luôn một cái quai ở đây, tức là cái lỗ này nó có thể là chúng ta vừa là một cái quai để chúng ta xách và bên trong này thì nó là một cái chạm để chúng ta đi vào một cái rắc niêu chích. Đấy, một cái rắc niêu chích đây, và ở đây thì nó có một cái công tắc. Đấy, chúng ta thấy rằng nó được thiết kế một cái công tắc để chúng ta có thể khi chúng ta chơi chúng ta có thể cắt tiếng loa chép đi hoặc là mở mình tiếng bass không, thì nó ở những cái công tắc như thế này. Những cặp như thế này thì nó được những cái chiếc bass, chiếc chép các thứ thì nó được sản xuất tại Mỹ và những cái sự lắp ráp thì nó được lắp ráp tại Mexico. Đây là CZ STX 800, dưới đây là STX 812M, tức là 812M, tức là một bass 30 và một loa chép neo. Ở trên đây nó ghi một là F 8 ohm và 2HF 8 ohm, tức là một bass và một chép. Ở đây là những chiếc thân thùng thì được thiết kế như thế này. Chúng ta cùng xem về cái thân thùng được thiết kế những cái dòng sơn cát như thế này để chúng ta có thể chống về cái nước rất là tốt. Ở đây thì chúng ta thấy nó có những cái chân, những cái ốc như này để chúng ta có thể, những cặp loa như này chúng ta có thể để dựng cũng được và chúng ta có thể để nằm nghiêng cũng được, cũng đều là đẹp hết. Vì dòng loa này nó thiết kế để thiên về dùng về cho những các cái sàn, cho những các cái sân khấu lớn. Vì vậy nên nó được thiết kế như thế này. Còn nếu chúng ta chơi gia đình thì chúng ta có thể để đứng. Và cũng chưa hết thì ở bên dưới này nó lại vẫn được thiết kế một chiếc chạm nữa. Ở dưới này vẫn được thiết kế một cái đầu rắc niêu chích. Thì nó hơi tối. Đấy, ở đây là phía dưới chân được thiết kế một cái lỗ để chúng ta có thể cắm lên cây chạm ba chân và một cái rắc niêu chích đây để nếu như quý vị nào chúng ta mà đang sử dụng cái ba chân thì chúng ta có thể để cái này lên ba chân cho nó cao, nó vừa với cái tầm theo đúng sở thích của người chơi. Và khi chúng ta để lên cao thì chúng ta muốn sử dụng cái rắc ở bên trên, chúng ta muốn sử dụng cái rắc niêu chích ở bên trên này thì có thể là nó hơi cao, chúng ta sẽ hơi khó cắm, cho nên là người ta thiết kế luôn cho chúng ta là một chiếc rắc niêu chích ở bên dưới này để chúng ta có thể cắm ở bên dưới nhé. Và những cái dòng như thế này thì nó lại được thiết kế tuy nhỏ gọn nhưng nó lại được thiết kế rất là chi tiết. Nó được thiết kế với cấu hình là hai chiếc phân tần,
một chiếc phân tần dành cho chép và một chiếc phân tần là dành cho bát. Vì vậy nên cái dòng model đời cao như những cái cặp 812 này nó được thiết kế rất là chi tiết. Đấy. Những cái sản phẩm này thì nó cũng không có nhiều, bên trung tâm của Tieldo cũng có duy nhất là một cặp thôi. Còn những quý anh chị nào không quan tâm những cái model 812M này mà chúng ta quan tâm những cái dòng model khác cũng là được thiết kế dòng loa bát 30, thì bên trung tâm của Tieldo cũng đang có những cái dòng JBL SR4722X hoặc SR4722A hoặc là AM6212 trên 95 hoặc trên 64 dòng bát 30, thì bên trung tâm của Tieldo cũng vẫn đang có những cái dòng full đơn ở phía bên trong kia mà chúng ta nhìn thấy. Và những cái dòng phun đôi ở những cái cặp khủng long như 4733X thì bên trung tâm của Tieldo cũng đang có, hoặc những cái dòng bát 30 có giá rẻ tầm thường thì JRX112M nằm phía đằng bên trong kia. Chúng ta cùng xem những dòng phun đôi hai bát 40, những model khác đấy, BRX425 hoặc là TR225, chúng ta thấy ở góc kia những cặp loa được tuyển chọn rất là đẹp. Còn những dòng phun đôi, em xin lỗi, là những dòng phun đơn ở dòng một bát một chép của 4726X hoặc là giữa cái cặp 4735X, chúng ta thấy Tieldo đang quấn cái túi bóng kia rất là đẹp. Mọi nhu cầu về mua sắm để sở hữu những cái dòng sản phẩm lớn nhỏ phù hợp cho từng cái không gian cho gia đình chúng ta, để có được bộ âm thanh hay, có những cái cấu hình nhạc hay, chơi hay, bày đẹp xinh xắn gọn gàng cho phù hợp với căn phòng, xin cứ liên hệ bên trung tâm của Tieldo. Hoặc những dòng sản phẩm đẩy crown, những con khủng long giống như những con 5002 hoặc những con 3006 hoặc những con 1202 vân vân. Mọi nhu cầu mua sắm xin hãy liên hệ bên trung tâm của Tieldo theo số điện thoại 0975 600 005 để được tư vấn chi tiết hơn. Những quý anh chị nào chưa nhấn nút đăng ký kênh bên trung tâm của Tieldo, xin hãy nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi nhiều những clip tiếp theo trong những thời gian tới ở bên trung tâm của Tieldo. Với thời điểm hiện tại thì cũng là đang rất là căng thẳng về vấn đề dịch trong đất nước Việt Nam của chúng ta. Vì vậy nên số lượng hàng thì không về nhiều, tuy nhiên là Tieldo về cũng rất ít, nhưng mà về những cặp nào là chuẩn chỉnh cặp đấy. Những cặp như STX812M như thế này thì tất cả nó vẫn là được đánh giá rất là đẹp và zin toàn tập nhé. Những quý anh chị nào quan tâm xin hãy liên hệ bên trung tâm của Tieldo, hoặc những cái dòng quả súp đơn, súp kép bên trung tâm của Tieldo đều có hết. Và bây giờ thì Tieldo xin được dừng clip tại đây. Xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những clip tiếp theo. Hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo nhé. Và một lần nữa Tieldo xin chân thành cảm ơn những quý anh chị đã theo dõi trên kênh YouTube của Tieldo và đồng hành trong suốt thời gian qua.